các bạn, hôm nay Dụng Cụ Nghề Hoàng Long xin giới thiệu các bạn hai mẫu máy của Hoàng Long vừa mới về các bạn nha. Đây là máy làm bánh bằng điện đang rất là hot trên thị trường hiện nay. Đầu tiên đây là máy làm bánh trứng hạt non nha các bạn. Đây. Máy được làm bằng chất liệu là bằng thép không rỉ các bạn ha. Tay cầm bằng gỗ. Này nó nướng đều cả hai mặt nên các bạn không cần phải trở qua trở lại như các khuôn nướng bằng ga các bạn. Đây là mặt khuôn nó nha. Máy nhìn rất là chắc chắn các bạn. Ở đây là được bọc một lớp băng keo nha các bạn ha. Về các bạn có thể lấy ra nha các bạn. Ở đây thì có các nút điều khiển nha. Đây là nút công tắc các bạn. Nút điều khiển nhiệt độ tối đa là 250 độ C các bạn ha. Đây nút thời gian hẹn giờ các bạn. Máy thì xài dòng điện 220 các bạn ha. Công suất của nó là 1400W nha các bạn. Xài liên tục cho 1 tiếng thì công suất tiêu hao của nó là 1400W. Ký tư điện á. Và bên đây đây là dòng máy làm bánh ốc quế nha các bạn nha, máy đơn. Thì Hoàng Long thì có hiện tại đang có hai dạng, một dạng máy đơn, một dạng máy đôi các bạn. Được làm bằng thép không rỉ luôn ha. Tay cầm là bằng thép không rỉ và làm giống kiểu lò xo ha, cầm rất là mượt. Đây là mặt khuôn máy nha các bạn. Khuôn là bằng sọc caro ha. Đây là nút điều khiển đó các bạn ha, cũng y chang như máy kia nha các bạn. Đây là có nút công tắc, nút điều khiển nhiệt độ và thời gian. Được tặng kèm một phụ kiện đó là cây cuộn bánh nha các bạn nha. Đây mình sẽ đi qua các bạn nha. Ở phía sau máy thì nó có các thông số về điện nha các bạn. Đây máy này thì với công suất là 1200W các bạn. 220 liền gia đình bình thường các bạn nha. Máy bên đây là máy trứng hạt non các bạn. Đây. 4 các bạn nha. Máy này nhìn rất là nhỏ gọn các bạn ha. Rất thích hợp cho các bạn kinh doanh trong mùa hè sắp tới nè. Nếu các bạn yêu thích máy này thì các bạn có thể liên hệ số thông báo là 0917701001 các bạn. Các bạn cứ liên hệ số trên sẽ được các nhân viên tư vấn các bạn về khâu cũng như lắp ráp, vận chuyển ha, xếp đi các tỉnh. Máy được bao bọc một lớp bảo vệ ha, chống chảy xước, thì khi về các bạn có thể lột cái lớp băng keo này ra nha, nhìn máy nó sẽ đẹp hơn. Đây thì dây thì được làm bằng 3 chấu các bạn nha. Khi mua về các bạn có, nếu có ổ điện 3 chấu hoặc là nếu không có thì các bạn có thể ra mua cái cục này ở các tiệm điện nha. Ở đây thì mình sẽ cắm thử cho các bạn xem nguồn điện 220 bình thường nha. Nguồn điện 220 đây. Đó là máy trứng hạt non nha các bạn. Thì máy ốc quế cũng tương tự như vậy luôn. Cũng xài để nguồn 3 chấu ha. Ở đây thì các bạn có thể bật nguồn lên nè, thì nó sẽ phát sáng và báo hiệu đang có có nguồn điện trong máy. Khi các bạn bật nhiệt độ lên, hay là tạm thời là đang là 0 độ C các bạn nha. Đây bật lên. Khi bật lên có nhiệt độ thì đèn này sẽ báo các bạn ha. Báo là nhiệt độ đang có nè, đây là 50 độ ha. Các bạn bật về 0 thì nó sẽ mất đèn nó đi. Còn ở đây là nút thời gian các bạn ha. Các bạn, đây là số 1 là 1 phút nha các bạn, tương ứng với 1 phút. Máy rất là dễ dàng sử dụng các bạn ha. Khi mua máy tại Hoàng Long thì các bạn sẽ được tặng công thức làm bánh luôn. Đây là hai dạng máy đơn
làm bánh trứng gà non và ốc quế của cửa hàng Hoàng Long đang sẵn có cho các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn xem một dạng máy ốc quế, nhưng mà đây là dạng máy đôi các bạn ha. Còn đây là dòng máy đôi các bạn ha, dòng máy đôi dạng làm máy ốc quế. Đôi thì nó có 2 khuôn các bạn ha. Đấy. Thực chất nó cũng giống như máy kia thôi, thì dạng máy đôi thì nó sẽ đắt tiền hơn một tí và hiệu quả làm việc nó sẽ cao hơn các bạn nha. Ở đây thì nó có hai, đây ha, nó cũng có các nút như các máy kia, mỗi khuôn đều có một bên nút điều khiển khác giống nhau các bạn, tách biệt nhau hoàn toàn ha. Nếu các bạn thích xài một khuôn thì các bạn cứ bật nguồn một khuôn nha các bạn, bật một bên, không xài bên đây thì không cần bật thì nó sẽ không có nóng ha. Máy cũng được làm bằng chất liệu là inox, chất liệu bằng thép không rỉ, khuôn thì bằng gang các bạn ha. Đây, tay cầm nó cũng được làm bằng inox nè. Sẽ đi xơi các bạn xem ha. Nói chung thì máy thì được bao bọc một lớp keo chống trầy xước, các bạn về cứ tháo ra ha. Đây, mình sẽ đi qua công suất của máy đây. Máy là 2400W nha các bạn, nó chia đều ra mỗi bên mỗi khu ha, là 1/2, xài điện 220 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm điện nguồn điện cho các bạn xem, nguồn điện 220 nè. Đây. Thường thì các bạn tắt đi như thế này ha, bật bên nào thì bên đó sẽ nóng, bật bên đây cũng như kia thôi. Nếu các bạn đang nhiệt độ là không thì nó sẽ đèn này nó sẽ không sáng các bạn. Khi các bạn chỉnh nhiệt độ lên ha, thì mỗi bên đều là nhiệt độ 250 độ C các bạn nha. Nướng bánh thì cũng không cần lớn gì đâu, thường thường là 170 được rồi. Các bạn nhiệt độ lên 50 thì đèn này nó sẽ sáng ha, khi chăng như mấy kia các bạn ha. Đây, mỗi bên mỗi công tắc các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu đặt máy này về làm bánh sản xuất thì các bạn cứ liên hệ số tổng đài là 0917 701 001 các bạn nha. Liên hệ số tổng đài trên sẽ được các nhân viên tư vấn cho các bạn về quá trình như là mua bán, vận chuyển, ship đi tỉnh luôn các bạn nha. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở những video tiếp theo ha. Có thể là lỏng hơn chút xíu cũng được, tùy ha. Nhưng mà tôi thích cái cỡ của lượng bột này là vừa. Cái bánh này nó khó hư lắm. Ví dụ chúng ta đặt hơn chút cũng không hư, chúng ta lỏng hơn chút xíu nó cũng không có hư. Bánh này nó cũng khá là đơn giản. Rồi, sau khi cái thao bột chúng ta trộn xong, các bạn thấy đó, một cái màu vàng rất là đẹp. Thì chúng ta cho bột nghỉ khoảng 15-30 phút rồi chúng ta mới tiến hành. Để cái khuôn mà chúng ta làm á nó không bị dính thì trước khi chúng ta nướng chúng ta quét một cái lớp dầu các bạn ha, một lớp mỏng các bạn ha, chúng ta quét một lớp mỏng. Mà cơ bản là cái khuôn này là khuôn không dính nè các bạn ha, nó có những cái chán, những cái lớp men chống dính các bạn. Mỗi cái quả trứng chúng ta chăm tương đối ha, cũng khoảng 2/3 cái trứng thôi. Về một mặt này thì chúng ta làm thì khi mà chúng ta được khoảng 2 phút cho nó khô cái mặt trái á, rồi chúng ta mới tiến hành lật lại các bạn ha. Nó có hai mặt và chúng ta bắt đầu thì chúng ta lại rồi, ok chúng ta lại các bạn ha. Đó. Đó. Đây, vậy chúng ta quay lại thôi. Okay. Đó. Chúng ta sẽ cảm nhận bánh bắt đầu nó được khoảng 1-2 phút bắt đầu thoát ra cái mùi hương, chúng ta ngửi được ha, rất là thơm.
thơm, chúng ta cảm nhận được thơm lắm, rất là thơm. Chúng ta lật qua lật lại cho cái bánh nó đều các bạn ha. Thì sau 2 phút thì chúng ta cũng có thể tiến hành, chúng ta dở ra kiểm tra cũng được các bạn ha. Thấy không các bạn? Đó, nhiều số bạn thích vậy là được rồi. Nhưng mà tôi á, thì tôi muốn nó lâu hơn chút xíu để bánh nó giòn hơn chút các bạn ha. Chúng ta lấy ra sớm quá thì nó không, thường bánh nó có hai mặt, một mặt đẹp với một mặt xấu các bạn ha. Đó, chúng ta lấy cái mặt đẹp chúng ta bỏ lên trên, ví dụ như cái mặt này nè, đó bạn thấy không. Cái phần thứ nhất tôi làm đơn giản là cái phần mỏng, thì chúng ta cái bánh này là bánh không có nhân, và tôi sẽ chuyển qua những dòng khác, là tiếp theo là những cái dòng nhân mặn, những dòng nhân ngọt. Okay. Trong lúc mà chúng ta để cái phần mặt dưới nó khô chút xíu á, thì các bạn bắt đầu, các bạn ha, có thể là các bạn sử dụng, ví dụ như nhân mặn thì chúng ta có thể là làm ruốc các bạn ha, dạ không. Đơn giản các bạn thấy đó đúng không? Thì tôi làm được thì các bạn sẽ làm được, và không có gì khó các bạn. Cái nguyên liệu phổ thông, bột mì, bột gạo, trứng, đường, sữa, những cái nguyên liệu rất là phổ thông, bắt đầu cái bánh mặn của mình nó tóp được cái mùi hương rất là thơm. Đó, các bạn thấy ha, thì tôi thích nó hơi tới chút xíu để nó giòn rụm hơn các bạn. Còn nếu mà chúng ta muốn nó hơi non hơi chút xíu á, nó vàng á, thì ra cái bánh nó hơi dai dai. Cái bánh thứ hai chúng ta ra lò ha, rất đẹp. Ok, làm bánh kẹp nhé, bạn sẽ thấy là cái máy của mình nó có hai cái khuôn, thì để cho mình làm cho tiện cho cái việc hơn, để nhanh hơn. Và ngoài ra thì mình có một cái dụng cụ để mình cuốn bánh, và những cái một số cái ly tách để mình có thể là mình tạo hình, và dầu ăn để mình thoa lên trên cái mặt để cho nó đỡ dính hơn nghĩa bạn ha. Cái này mình không cần phải thoa mỗi cái, bạn chỉ cần thoa một lần thôi để cho nó dính cái chống dính thôi. Thì bản thân cái khuôn mình đã là chống dính rồi, nên chúng ta không cần phải thoa quá nhiều dầu. Khi cái bột của mình đã khuấy ha, mấy bạn để trong vòng 30 phút, và sau đó mình sẽ làm. Ở đây mình đã làm sẵn ha, mình đã ngâm sẵn 30 phút mấy bạn, và thả ra, sau đó mình đậy nắp lại. Mấy bạn thấy cái nhiệt độ đây của mình đó là 150 độ ha. Mấy bạn tùy vào cái độ nóng của nó, mấy bạn sẽ có để điều chỉnh nó lên hoặc xuống tùy theo cái ý thích của mình. Thì ở đây mình chỉ để có 150 thôi. Sau đó mình sẽ làm tiếp tục cái thứ hai. Ha, thấy là cái lượng bột mình á, mình đổ ra vừa đủ thôi, sau đó mình đậy lại ha. Rồi ở đây ha, bánh của mình đã vàng đều rồi nè. Ở đây mình sẽ là tạo hình trên cái chén trước, và mình sẽ để nó lên một cái chén, và mình lấy một cái chén cùng cỡ và mình đặt nó lên, thì mấy bạn sẽ thấy là lát nữa nó sẽ ra hình cái chén. Rồi mình đợi cho nó nguội ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo một cái hình khác nữa ha. Ở đây mình sẽ tạo cái hình xoắn ốc. Mấy bạn sẽ thấy là cái hình xoắn ốc này mình hay sử dụng để cho mình bỏ kem lên, tiện cho bán mang đi. Mấy bạn khi mình quấn lại xong, mình sẽ để vào một cái dụng cụ là một cái ly. Mấy bạn sẽ thấy là mình sẽ rất là tiện lợi cho cái việc là mình làm nhiều lần. Mình xoay xong cái ha, mình quay qua, mình có thể là mình tạo hình cái bánh này nè. Mấy bạn sẽ thấy là bây giờ nó đã cứng rồi nè, mình có thể lấy nó ra. Các bạn có thể bỏ kem lên đây ha, và đặt lên một cái dĩa khác để mình trang trí, thì ha, cái kem của mình khi nó chảy ra thì nó sẽ không có bị tràn ra ngoài, và mấy bạn sẽ rất là tiện lợi cho cái việc mà mình làm trong những cái loại trang trí kem trong những cái dĩa thấp. Nó khô rồi ha, thì nó có cái hình ốc quế nè, nó hình xoắn ốc nè, thì mấy bạn có thể là người ta có thể bỏ kem lên đây.